Nga bất ngờ xoay chuyển tình thế, Ukraine tháo chạy ở Volchansk. Tổng thống Zelensky hối thúc Mỹ cho phép tấn công sâu lãnh thổ Nga. Ukraine khuyến khích kiều bào gia nhập quân đoàn mới. NATO khởi động 4 dự án với đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. EU cân nhắc tước quyền chủ tịch của Hungary. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, sau đây là phần tin chi tiết. Hồi giữa tháng 6, theo hãng CNN, dẫn tin từ các blogger quân sự của cả hai bên xung đột cho biết, giao tranh ác liệt diễn ra tại một nhà máy ở rìa phía bắc của Volchansk. Chỉ huy một tổ lính của Ukraina, ông Stanislav Buniatov, hay còn gọi là Osman, mô tả tình hình ở Volchansk phía đông Kharkov là khó khăn nhưng đã được kiểm soát. Và cho biết, quân đội Nga đang bị bao vây. Ông Buniatop viết trong một bài đăng trên Telegram ngày 16 tháng 6 như sau: "Các chàng trai của chúng tôi không để mất vị trí, đôi khi thực hiện một số cuộc tấn công thành công và đẩy lùi đối phương." Tuy nhiên, theo cập nhật mới đây của kênh Military Summary cho biết, lực lượng moscow đã hoạt vừa sông Volchia, trong khi phòng tuyến Pokrovsk, Adipka của Ukraine đang sụp đổ dây chuyền. Cụ thể trên mặt trận Kharkov, quân đội Nga đã tiến tới sông Volchia và tiến vào phần phía nam thành phố Vochansk sau những trận chiến ác liệt. Giao tranh đang diễn ra ở đó nhưng không có thông tin chi tiết về những thay đổi trên thực địa. Ngược lại, tại Bắc Glyboke, lực lượng Kiev tiếp tục phản công và giành được 250m chiều sâu chiến tuyến. Kênh MD cung cấp diễn biến chi tiết hơn về tình hình ở Vodchansk. Theo đó, sau thời gian liên tục bị đối phương chèn ép, quân đội Nga đã lật ngược thế cờ, giành chiến thắng, ào vượt sông Volchia và lực lượng Kiev tháo chạy khỏi khu vực tòa nhà trạm cứu hỏa ở phía tây thành phố. Ngoài ra ở phần phía nam, Quân đội Ukraine dời ngoại ô thành phố và rút qua sông. Mặt trận Kupyansk tiếp tục nóng khi giao tranh tại làng Pishchane đang nghiêng dần về phía Nga. Phía Ukraine cũng thừa nhận quân đội Nga đang giành được nhiều vị trí trên hướng Pokrovsk. Đây hiện là khu vực đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất. Mục tiêu rõ ràng của quân đội Nga hiện tại là Pokrovsk, khu định cư lớn nằm cách Idlibka hơn 20 km về phía tây. Theo báo cáo của Ukraine, tuyến đường tiếp tế của Ukraine giữa Constantino đang bị uy hiếp dữ dội với các đòn tấn công đột kích bằng phương tiện cá nhân của binh sĩ Nga. Ngoài ra, đoạn video từ vùng Kherson cho thấy hai xe bệ phóng HIMARS tối tân của Ukraine đã bị phá hủy. Trong khi đó, quân đội Nga cũng tiến về trung tâm khu định cư New York ở Donetsk. Nguồn phân tích Deep State của Ukraine thừa nhận các trận chiến đã diễn ra ở trung tâm ngôi làng. Ngoài ra, bước tiến của quân đội Nga tại làng Sinkovka, vùng Kharkov cũng được ghi nhận. Trước đó, Deep State tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đang rơi vào tình thế khó khăn gần New York và Toresk, vùng Donetsk điều này chứng minh rằng thị trấn chiến lược này sắp thất thủ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng một số vũ khí do Washington viện trợ để giúp Kyiv chống lại các cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kharkov. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tầm xa và việc sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ vẫn bị hạn chế. Đối với một số người, điều này hoàn toàn hợp lý, nhưng một số người cho rằng nó đang cản trở Ukraine. Trong bài phát biểu tại Viện Ronald Reagan ở Washington, Mỹ hôm 9 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Mỹ nên cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014. Ông Zelensky nói, hãy tưởng tượng chúng ta có thể tiến xa bao nhiêu khi mọi hạn chế được dỡ bỏ. Trong khi đó, Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu lập luận rằng động thái của ông Biden cho thấy nỗi sợ hãi quá mức ở Washington rằng Nga bằng cách nào đó sẽ gia tăng xung đột. Ưu tiên hàng đầu là kiềm chế gia tăng xung đột, ông Hodges nói với Newsweek đồng thời bày tỏ ủng hộ việc cho phép Ukraina tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga bằng tên lửa ATACMS. Ngoài ra, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa, trong đó có chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul đã viết một bức thư ngỏ chỉ trích quy định của chính quyền Tổng thống Biden. Bức thư có đoạn viết để giành chiến thắng trong cuộc chiến tự vệ trước Nga, Ukraine phải được phép sử dụng các vũ khí do Mỹ cung cấp để chống lại bất kỳ mục tiêu quân sự chính đáng nào ở Nga, chứ không chỉ dọc biên giới gần Kharkov. Ông Daniel Rice, cựu cố vấn quân đội Ukraine và hiện là hiệu trưởng một trường đại học ở Kiev, lập luận rằng việc từ chối cho phép Ukraine phóng tên lửa Atacms vào lãnh thổ Nga là nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hạt nhân có thể xảy ra. Ukraine không có vũ khí hạt nhân, nhưng với việc vũ khí đạn đạo do Mỹ sản xuất nhắm vào đất Nga, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ông Rice nói. Về phần mình, Tổng thống Zelensky ca ngợi quyết định của Mỹ và rằng quyết định này cho phép lực lượng Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và giúp Kiev bảo vệ các thành phố ở Kharkov tốt hơn trước các đòn tấn công liên tiếp. Ông Zelensky nói thêm, tương tự như vậy, bây giờ chúng tôi có thể bảo vệ các thành phố của mình khỏi bom dẫn đường của Nga nếu lãnh đạo Mỹ tiến thêm một bước và cho phép chúng tôi phá hủy máy bay quân sự Nga tại các căn cứ của họ. Tổng thống Ukraine cho biết quyết định như vậy sẽ mang lại kết quả ngay lập tức. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ không thay đổi chính sách của mình đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sau vụ tấn công gần đây. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã cho xuất kích một tiêm kích MiG-31 sau khi phát hiện hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ tiếp cận gần không phận Nga ở vùng biển Barents. MiG-31 từng lập nhiều kỷ lục thế giới như là máy bay chiến đấu lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, bay cao nhất. Hiện nay, chúng vẫn đang giữ vai trò đặc biệt trong lực lượng không quân vũ trụ Nga. MiG-31 do Liên Xô phát triển cách đây hơn 40 năm. Loại chiến đấu cơ này ra đời từ những năm 1980 và hiện vẫn là xương sống của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Thiết kế và hiệu suất của nó rất ấn tượng. Trong số các máy bay hiện đại, MiG-31 gây chú ý nhờ kích thước khổng lồ với chiều dài vượt quá 22 mét sải cánh đạt tới 13,46m và chiều cao 6,15m. riêng diện tích sải cánh của nó đã có diện tích tới 61 vuông con số này thậm chí còn vượt xa diện tích nhà ở của nhiều gia đình. Quan trọng hơn, nó không chỉ là máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới mà còn là một trong những máy bay nhanh nhất. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt 3.000km/h, vượt xa nhiều máy bay thế hệ thứ 5 hiện đại, chẳng hạn như F-22 của quân đội Mỹ. Tốc độ cao này khiến MiG-31 trở thành phương tiện lý tưởng để mang tên lửa siêu thanh Kinza Dagger mới nhất của Nga và gần đây nhất có thể còn bao gồm cả bom lượn có điều khiển FAB-3000 trọng lượng đến 3 tấn. Tiềm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 Foxhound khi được trang bị hệ thống tên lửa Kinza cũng thể hiện rất tốt vai trò mới đó là máy bay tấn công. Phương tiện nói trên đang được sử dụng rất hiệu quả trên chiến trường. Chuyên gia quân sự Anatoly Matvichak nhận xét MiG-31 cho phép lực lượng hàng không vũ trụ Nga kiểm soát hoàn toàn tình hình trên bầu trời, vượt ra ngoài tính năng tiêm kích phòng không như thiết kế ban đầu. MiG-31 hoạt động ở mọi độ cao và trong mọi điều kiện thời tiết để đánh chặn và tiêu diệt chiến đấu cơ cũng như tên lửa hành trình của đối phương. Rõ ràng MiG-31, máy bay chiến đấu lớn nhất và nhanh nhất thế giới, không chỉ có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ không phận Liên Xô trong chiến tranh lạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga ngày nay. Kích thước, khổng lồ và hiệu suất ấn tượng kết hợp với những cải tiến hiện đại cho phép nó tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên chiến trường trong kỷ nguyên mới. Hiện tại, Nga đang phát triển thế hệ kế nhiệm của máy bay MiG-31 với tên gọi PAKDP hay MiG-41. Nó được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu về dòng máy bay tiêm kích đánh chặn mới đối trọng với các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và 6 trong tương lai. Khác biệt so với các dòng máy bay chiến đấu đa dụng, PAKDP được mệnh danh là thợ săn tàng hình thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu mạnh mẽ của dòng máy bay đánh chặn hạng nặng, tốc độ siêu âm, tầm bắn lớn chuyên dụng để ngăn chặn các đơn vị máy bay ném bom chiến lược và máy bay cảnh báo tầm xa của đối phương. Máy bay tiêm kích tương lai của Nga vẫn luôn được phát triển theo tư duy của người tiền nhiệm MiG-31 với khả năng bay với vận tốc siêu âm, radar hàng không lớn và các loại tên lửa không đối không tầm xa đáp ứng khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video cho thấy các lực lượng nước này đã sử dụng hệ thống súng cối tự hành 2S4 Tiunfan phá hủy một thành trì và các trạm quan sát của quân đội Ukraine. Trong video, các binh sĩ Nga nạp đạn và khai hỏa theo mệnh lệnh của chỉ huy sau khi xác định tọa độ mục tiêu. Cuộc tấn công diễn ra rất chính xác và mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý tổ lái đã nhanh chóng rời khỏi vị trí bắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ và di chuyển đến khu vực an toàn để tránh bị đối phương bắn trả. 2S4 Tiunpan hay còn gọi là Tulip là hệ thống cối tự hành của Nga được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất. 2S4 Tiunpan là một trong những loại pháo cối lớn nhất thế giới từng được triển khai trong nhiều cuộc xung đột, đã phá hủy nhiều công sự kiên cố ở một vài chiến trường như Afghanistan, Syria, Israel, Chechnya và Ukraine. Vào năm 2015, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cho biết họ đã thấy sự xuất hiện của hai S-4 tại Ukraine. Ở giai đoạn đầu cuộc xung đột, Nga được cho là đã sử dụng những khẩu pháo 2S4 Tiunpan có từ thời Liên Xô để tấn công hệ thống phòng thủ của Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol phía nam vào năm ngoái. Pháo cối Tiunpan cũng đã nhận được nhiều sự chú ý sau khi các lực lượng Nga sử dụng hệ thống này để phá hủy các sân bay của Ukraine ở Lugansk và Donetsk ở giai đoạn đầu xung đột, buộc quân đội Ukraine phải từ bỏ khu vực mà họ đã chiếm giữ trong nhiều tháng. Súng cối tự hành Tulip từng được mệnh danh là súng cối 240mm duy nhất trên thế giới. Theo nhà sản xuất, một quả đạn thông thường bắn ra từ Tulip có thể tấn công mục tiêu cách xa 10km, còn một quả đạn phản ứng chủ động từ Tulip có thể bắn xa 20km. Tulip có tầm bắn tương đối hạn chế và tốc độ bắn thấp chỉ một phát một phút, chủ yếu là do kích thước lớn của súng cối và đạn trúng bắn 130 kg đối với đạn nổ tiêu chuẩn HE và 228 kg đối với đạn HE hỗ trợ tên lửa. Mỗi phát bắn mạnh đến mức tác động của nó có thể được cảm nhận cách xa hàng km. Tổ điều khiển hệ thống này gồm 9 người, trong đó có 5 người đi theo sau trên một xe thiết giáp chở quân riêng biệt, 4 người còn lại ngồi trên chính khẩu súng cối tự hành. Theo báo cáo, lớp giáp dày 20mm đủ để hệ thống này chống lại vũ khí nhỏ và mảnh đạn. Tulip sử dụng khung gầm bánh xích sửa đổi của hệ thống tên lửa đất đối không Krak, nó được đẩy bằng động cơ diesel V59 gắn phía trước, sản sinh công suất 520 mã lực. Súng cối nòng trơn Tiunpan nặng 28 tấn có thể phá hủy đường băng sân bay, bong ke và các công trình phòng thủ. Ngoài ra, hai S4 Tiunpan có thể bắn vũ khí dẫn đường bằng laser. Nó có đạn xuyên bê tông để phá hủy bong ke và tên lửa gây cháy xe đa để đốt cháy các tòa nhà. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 9 tháng 7 đã kêu gọi kiều bào trên khắp châu Âu đăng ký tham gia quân đoàn Ukraine, đóng quân ở nước láng giềng Ba Lan. Ông Umerov cho rằng đây là bước quan trọng trong cải thiện năng lực sẵn sàng chiến đấu với hỗ trợ từ phương Tây. Ukraine thành lập quân đoàn ở Ba Lan dựa trên thỏa thuận an ninh giữa Kiev và Warsaw. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố về việc thành lập này tại Warsaw ngày 8 tháng 7. Bất chấp các đồng minh phương Tây hỗ trợ đáng kể và Mỹ nối lại viện trợ sau vài tháng gián đoạn vì tranh chấp tại Quốc hội, Ukraine vẫn lo ngại về tình trạng thiếu vũ khí và nhân lực. Trong một phân tích số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu, EU, vào tháng 11, đài BBC của Anh đã phát hiện ra rằng khoảng 768.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 64 đã rời khỏi đất nước để đến EU một mình kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Con số này không bao gồm những công dân sống bên ngoài EU hoặc những người sống ở nước ngoài kể từ trước tháng 2 năm 2022. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Umerov cho biết, nam giới người Ukraine trong độ tuổi từ 25 đến 60 sống ở nước ngoài trong thời gian tới sẽ được yêu cầu trình báo nghĩa vụ quân sự. Ông gọi đây là một lời mời. Trước đó, giới chức Ukraine cũng đã đề xuất ý tưởng cho phép phụ nữ nhập ngũ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường. Cố vấn quân sự Kiev về các vấn đề giới tính, Oksana Grigory Eva lập luận rằng chính phủ Ukraine nên từ bỏ lối tư duy truyền thống và thể hiện sự bình đẳng thực sự trong lực lượng vũ trang. Ukraine hiện đang cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự của nước này, bao gồm thay đổi quy định về độ tuổi nhập ngũ cũng như mức trừng phạt đối với những cá nhân trốn quân dịch. Hiện tại, Ukraine không có kế hoạch kêu gọi phụ nữ nhập ngũ. Tuy nhiên, ý tưởng này từng được đề cập trước đó. Cố vấn Grigory Eva nói với tờ The Times của Anh, Hiến pháp của chúng tôi quy định rằng nghĩa vụ của mọi công dân Ukraine là bảo vệ quê hương của họ vì vậy việc phụ nữ phục vụ trong quân đội cũng là điều đúng đắn bà Grigorieva cũng lập luận rằng nga vẫn sẽ luôn ở đó vì vậy giống như israel chúng ta cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải được rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào trong một diễn biến khác cố vấn cấp cao về châu âu tại hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng đại sứ michael capeter cho biết tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần này các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ công bố một loạt biện pháp mạnh mẽ để hỗ trợ ukraine trong đó có việc thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức. Theo ông, kế hoạch này nhằm tận dụng sức mạnh thể chế của NATO để phối hợp huấn luyện và hỗ trợ Ukraine phát triển lực lượng tương lai. NATO cũng sẽ bổ nhiệm một quan chức dân sự làm đại diện cấp cao của khối này tại Kiev để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc với chính quyền Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật trong cuộc tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine để gây thiệt hại tối đa cho đối phương, đồng thời khiến lực lượng phòng không Ukraine gần như không có thời gian đáp trả. Nhận định về đợt tập kích tên lửa mới nhất của Nga, cựu phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat, cũng cho rằng đối phương không ngừng cải tiến không chỉ các UAV trinh sát và tấn công mà còn cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo ông Inat, một số tên lửa của Nga bay ở độ cao cực thấp có lúc chỉ 50 mét, khiến chúng khó bị bắn hạ hơn. Các chuyên gia của ISVK cho rằng, trong số các tên lửa mà Nga sử dụng, có tên lửa hành trình KH-101 làm được điều đó vì Nga đã thay đổi chiến thuật hoặc đổi mới công nghệ của họ. Chính những thay đổi của Nga có thể nhằm mục đích gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng cách khiến phòng không Ukraine gần như không có thời gian để phản ứng, cho đến khi tên lửa đã ở trong phạm vi rất gần mặt đất. Ngoài việc phóng tên lửa tầm cực thấp, Nga cũng đã cải thiện khả năng của tên lửa như trang bị thêm công nghệ mồi bẫy nhiệt để đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine. Những cải tiến khác có thể khiến tên lửa khó bị phát hiện hơn. ISV kép nhận định, Nga đã liên tục điều chỉnh chiến thuật tập kích vào Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu vũ khí phòng không của Kiev. Thời gian gần đây, Nga tiếp tục tấn công các thành phố lớn và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong đó tại Kiev, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Shohi Poco nhận định cuộc tấn công của Nga vào Kiev khác so với những lần gần đây. Ông Poko cho biết, Cuộc tấn công tên lửa vào Kiev khác với nhiều cuộc không kích gần đây. Đối phương không tấn công trong bóng tối, cũng không sử dụng bắn phá tổng hợp hoặc bắn phá hàng loạt, không có vũ khí đạn đạo hoặc tên lửa hành trình phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược. Quan chức này chỉ ra, Nga đang thăm dò các chiến lược mới, tìm kiếm thời điểm, phương pháp và phương tiện tốt nhất để tấn công Kiev, bởi thủ đô Ukraine đã, đang và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Nga. Nga có thể sớm thực hiện động thái cứng rắn nhằm đáp trả việc tên lửa Mỹ tấn công bán đảo Crimea. Việc tên lửa Mỹ tấn công bán đảo Crimea có thể trở thành giọt nước tràn ly khiến Nga đưa ra nhiều biện pháp đáp trả cực kỳ cứng rắn. Kể từ khi xung đột bùng nổ trên lãnh thổ Ukraine, nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự từ Mỹ đã trở thành yếu tố then chốt trong việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả hành động của Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng Moscow không loại trừ việc cung cấp vũ khí cho các nước khác để đáp trả các hành động của NATO ngoài ra ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh nga chắc chắn sẽ đáp trả hành động của mỹ và phản ứng này sẽ sớm được biết đến theo giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị quân sự tại đại học quốc gia quan hệ quốc tế moscow mgimo ông alexei podbereskin nga có thể lựa chọn phản ứng bất cân xứng bằng cách hỗ trợ các lực lượng chống lại phương tây ở các khu vực khác nhau trên thế giới ông podbereskin lưu ý rằng nga có nguồn lực đáng kể cả về lĩnh vực kỹ thuật quân sự và tài chính để thực hiện những hoạt động như vậy Bên cạnh đó, chuyên gia quân sự Ivan Konovalov cho biết thêm, một trong những bước trả đũa của Nga có thể là tác động đến máy bay không người lái của Mỹ và đồng minh tham gia dẫn đường tên lửa Ukraine và thu thập dữ liệu tình báo. Những biện pháp như vậy đều mang tính hợp pháp, nhưng tránh được việc gây ra tăng căng thẳng bởi sẽ không dẫn đến thương vong của binh sĩ Mỹ hay NATO. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu quân đội đưa ra các đề xuất về cách đáp trả kịp thời những hành động thách thức của máy bay không người lái chiến lược của Mỹ hoạt động trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã ghi nhận các hoạt động ngày càng gia tăng của các UAV Mỹ nhằm trinh sát và thu thập thông tin. Các thông tin này sau đó được chuyển về cho Ukraine để Kiev sử dụng vũ khí có độ chính xác cao do phương Tây viện trợ, tấn công các cơ sở của Nga. Nga cáo buộc điều này thể hiện sự can dự ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine. Những chuyến bay như vậy làm tăng khả năng xảy ra sự cố trên không phận với máy bay Nga làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Liên minh, NATO và Liên bang Nga. Moscow cảnh báo các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm nếu những vụ việc như vậy xảy ra. Với tiền tuyến hầu như không có biến động lớn, cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách sử dụng các cuộc tấn công tầm xa để giành lợi thế trước mùa đông năm nay. Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết, Nga có vẻ sẽ tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn của mình, sẵn sàng tấn công để đạt được một số bước tiến nhỏ vị này đánh giá Nga không có đủ quân để tấn công quy mô lớn vào Kharkov. Triển khai lực lượng đến đó sẽ khiến các khu vực khác của mặt trận yếu hơn. Trong khi đó, trao đổi với các phóng viên trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Washington, Mỹ, một quan chức của NATO cũng cho biết gần đây Nga ra sức tìm cách nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Theo quan chức này, trên tiền tuyến Ukraine, nga cũng đang phải chịu tổn thất cao và dường như không đủ lực lượng đạn dược để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn quan chức trên nhận định điều họ đang phải làm là ra lệnh cho các đơn vị thiếu người thiếu kinh nghiệm di chuyển vào các khu vực để đạt được những mục tiêu phi thực tế để duy trì các hoạt động tấn công thực sự chúng tôi cho rằng nga sẽ phải đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược đáng kể từ các quốc gia khác quan chức này cũng không loại trừ khả năng nga phải tiến hành một đợt động viên quân nữa trước đó việc nga xây dựng lại lực lượng quân sự nhanh hơn dự đoán của phương tây nhờ năng lực công nghiệp quốc phòng vượt trội và sự trợ giúp của các đối tác nhiều bình luận đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm về năng lực khôi phục lực lượng của quân đội nga từng chỉ xoáy sâu vào thiệt hại về kinh tế và quân sự mà nga phải gánh chịu do xung đột tại ukraine trong những tháng gần đây giới chức mỹ bắt đầu thừa nhận nga đang hồi phục nhanh hơn washington ước tính Tốc độ hồi phục của Nga là vấn đề quan trọng đối với Ukraine và các quốc gia ủng hộ Kiev, đặc biệt là Mỹ. Bình luận viên Noah Robertson của Defense News nhận định, trong trường hợp Moscow tiếp tục tái xây dựng lực lượng nhanh hơn Washington tính toán, đây sẽ là thách thức mang tính lâu dài và có thể là tốn kém hơn với NATO. Chiến lược quốc phòng của Mỹ gọi Nga là mối đe dọa cấp bách. Tuy nhiên, giới hoạch định quân sự phương Tây cũng suy ngẫm rằng nếu quân đội Nga không mạnh như những gì họ dự đoán trước khi xung đột bùng phát, thì khả năng phục hồi của Moscow có giống như những gì họ nhận định hay không? Việc xác định chính xác năng lực của quân đội đối phương bằng các phương pháp khoa học là điều khó, do không thể chỉ đếm số lượng quân và vũ khí mà họ có, mà còn phải tính tới các chỉ số không dễ đo lường như tinh thần chiến đấu hay mức độ tham nhũng trong quân đội. Dù vậy thì giới hoạch định phương Tây vẫn đưa ra các con số ước tính, hầu hết cho rằng sau những tổn thất ban đầu ở Ukraine, Nga sẽ phải mất 5-10 năm để tái thiết lực lượng, tùy thuộc vào sự hiệu quả của các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt lên Moscow và các mục tiêu riêng của Điện Kremlin. Các quan chức quốc phòng Mỹ và châu Âu cũng đưa ra nhận định rằng Nga có kho dự trữ vũ khí khổng lồ, song không phải là vô hạn, và đó là lý do Moscow phải dựa vào các đối tác khác. Nga đang phát triển một mạng lưới khinh khí cầu để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, tương tự như chiến thuật từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Phát biểu tại một hội thảo ở Saint Petersburg, bà Polina Anbek, tổng giám đốc công ty hàng không vũ trụ First Airship của Nga, chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới này cho biết, hoạt động chính của chúng tôi là chế tạo khinh khí cầu chở hàng. Nhưng hiện tại, từ nhu cầu cấp bách trên chiến trường cùng với kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một hệ thống phòng thủ có vai trò như rào chắn. Theo Telegram, các khinh khí cầu sẽ được đặt trong nhà chứa máy bay, từ đó chúng sẽ nhanh chóng bay lên liên tiếp rồi thả tấm lưới cao 250m để tạo thành lớp phòng thủ trên không ngăn máy bay không người lái đang lao tới. Telegraph đưa tin, mỗi khinh khí cầu có thể bay cao 300m so với mặt đất, tải trọng tối đa khoảng 30kg đủ để mang theo một tấm lưới nhẹ. Ngoài ra, chúng có thể được trang bị radar thiết bị gây nhiễu điện tử và camera cho tầm nhìn 360 độ với phạm vi quan sát lên tới hơn 10 km. Một số bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều khinh khí cầu màu trắng có vây lớn màu xanh lam ở phía sau bay lơ lửng trên khu rừng Bạch Dương và hồ nước của Nga. Theo bà Anbek, các khinh khí cầu cũng có thể được gắn một loại súng chân không để phóng các tấm lưới siêu nhẹ vào máy bay không người lái đang lao tới. Bà Anbek cho biết hệ thống này đã được thử nghiệm và công ty đang có rất nhiều đơn đặt hàng. Các nhà phát triển đã lấy cảm hứng từ việc sử dụng khinh khí cầu trong thế chiến thứ nhất. Ngoài ra, phương tiện này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng thủ của anh trong thế chiến thứ hai. Về mặt lý thuyết, việc sử dụng rào chắn từ khinh khí cầu sẽ đạt hiệu quả tương đương nhằm ngăn chặn máy bay không người lái tấn công tầm xa, vốn hoạt động ở độ cao tương đối thấp và bay với tốc độ chậm hơn nhiều so với máy bay chiến đấu. Một khi chạm vào hệ thống lưới, các UAV sẽ phải tạm dừng hoạt động, thậm chí bị vô hiệu hóa. Trước đó, nhiều nhà quan sát quân sự của Nga đã kêu gọi cải thiện khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái của Ukraine có ý định tấn công căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu, thậm chí cả hệ thống radar tiên tiến của Nga hoặc đưa cảnh báo sớm về một vụ phóng tên lửa hạt nhân. Nga được cho là đã sử dụng khinh khí cầu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Năm 2023, không quân Ukraine cáo buộc Moscow phóng hàng chục khinh khí cầu vào Kiev để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của đối phương trước khi thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Mặc dù Nga không công khai giá của những chiếc khinh khí cầu, nhưng một số nhà phân tích cho rằng giá hệ thống này sẽ thấp hơn việc lắp đặt các hệ thống phòng không xung quanh một cơ sở chiến lược. Một trong những loại khinh khí cầu được Nga sử dụng hiện nay là khinh khí cầu AKV-05 được trang bị hệ thống giám sát quang học, nhiệt và vô tuyến có khả năng trinh sát ở khoảng cách lên tới 10 km. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine liên tiếp nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và căn cứ không quân của Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa sử dụng máy bay không người lái. Ông Jok Barros, công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng ở thời điểm hiện tại, Nga đang chiếm ưu thế. Họ có thể chọn địa điểm, thời gian, chiến thuật để tiến hành các hoạt động tấn công ở bất cứ nơi đâu dọc theo chiến tuyến dài gần 1.000 km, đồng thời tạo ra các hành lang liên lạc kết nối những thành phố mà họ chiếm được ở Ukraine và tạo ra xương sống cho việc phòng thủ miền đông Ukraine. Chưa đầy 48 giờ sau khi nhậm chức, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey đã có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Odessa và công bố gói viện trợ quốc phòng mới vào ngày 7 tháng 7. Trong một tuyên bố, tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết: "Chúng tôi cam kết luôn sát cánh cùng người dân Ukraine". Theo báo cáo, gói viện trợ của Anh sẽ bao gồm 250.000 viên đạn cỡ nhỏ, 90 tên lửa chống tăng Brimstone, 50 tàu cỡ nhỏ hỗ trợ các hoạt động trên sông và ven biển. 40 xe rà phá bom mìn, 10 khẩu pháo AS-90 cùng 61 xe ủi đất để giúp Ukraine xây dựng các vị trí phòng thủ. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã chỉ thị cho các quan chức chính phủ đẩy nhanh gói viện trợ quân sự đã cam kết hồi tháng 4 và đảm bảo chuyển giao toàn bộ cho Ukraine trong vòng 100 ngày tới. Đây không phải là lần đầu tiên Anh cung cấp một số lượng lớn tên lửa Brimstone cho Ukraine. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, London cũng đã cam kết chuyển 200 tên lửa loại này cho Kiev. Brimstone là dòng tên lửa tiên tiến của Anh do tập đoàn tên lửa MBDA phát triển từ năm 1996. Tên lửa Brimstone được thiết kế để chống lại các phương tiện bọc thép, pháo và các mục tiêu khác. Trước đó trong cuộc điện đàm với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sự ủng hộ của London dành cho Kiev trong xung đột vẫn sẽ được duy trì như trước đây. Ông Keir Starmer trở thành người đứng đầu chính phủ Anh sau khi đảng lao động giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử, giành được ít nhất 412 trong số 650 ghế tại Quốc hội Anh. Ngay khi đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Keir Starmer khẳng định sự ủng hộ của Anh dành cho Ukraine vẫn không thể lay chuyển, đồng thời tiết lộ ông mong muốn một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo hãng thông tấn TASS, kể từ khi xung đột bùng phát, anh là một trong những quốc gia phương Tây dành sự ủng hộ lớn nhất cho Ukraine với cam kết hỗ trợ 12,5 tỷ bảng, tương đương khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 7,6 tỷ bảng, tương đương 9,7 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Cam kết của London đối với Kiev vẫn không thay đổi, bất chấp những thay đổi ở vị trí lãnh đạo. Đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đưa ra những đánh giá về vai trò của Anh trong xung đột. Hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Anh tại nước này, Nigel Casey, sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nga cảnh báo động thái này có thể khiến các cơ sở và thiết bị quân sự của Anh trên lãnh thổ Ukraine trở thành mục tiêu tấn công. Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ, Anh cùng các đồng minh cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine sẽ không ngăn cản nước này đạt được các mục tiêu quân sự mà chỉ khiến xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Sáng mùng 10 tháng 7, hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và bốn đối tác khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ khởi động bốn dự án phòng thủ có liên quan đến Ukraina, trí tuệ nhân tạo AI, thông tin sai lệch và an ninh mạng. Bốn đối tác nói trên gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Trong hai năm qua, các nước này đều được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO. Phát biểu tại một sự kiện ở Washington, Mỹ, Trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh xuyên đại Tây Dương, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa Mỹ, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương chưa bao giờ lại quan trọng và mang tính hội nhập như hiện tại. Quan chức này cho biết, những gì xảy ra ở châu Âu tác động đến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, những gì xảy ra ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tác động đến châu Âu. Chúng tôi thấy điều này mỗi ngày. Viện dẫn những thách thức an ninh như quan hệ Triều Tiên, Nga trong bối cảnh xung đột Ukraina, không đi sâu vào chi tiết về bốn sáng kiến. Ông Jack Sullivan tiết lộ, mỗi sáng kiến sẽ khác nhau khi chia sẻ cùng một mục tiêu chính là khai thác những thế mạnh độc đáo của các nền dân chủ có khả năng cao để giải quyết những thách thức toàn cầu chung. Được biết, Mỹ đã thiết lập các cơ chế kết nối đa phương dày đặc ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Liên minh chia sẻ thông tin tình báo ngũ nhãn bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand. Cơ chế đối thoại an ninh bốn bên Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ Australia, Bộ Tứ, cùng Hiệp ước Đối tác An ninh Tăng cường ba bên, Australia, Anh, Mỹ, AUKUS. An ninh luôn là trọng tâm trong các cuộc thảo luận về vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phiên bản năm 2022 của Mỹ coi khu vực này là vùng chiến sự ưu tiên. Quân đội Mỹ đã đẩy nhanh thực hiện sáng kiến gian đe Thái Bình Dương, ra sức thúc đẩy quan hệ đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về nhận thức lĩnh vực hàng hải, IPMDA. Mỹ nhấn mạnh, Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự khu vực và các chuẩn mực quốc tế tự do, rộng mở và thịnh vượng, thúc đẩy lợi ích chung rộng lớn của các nước trong khu vực. Để phối hợp với sự thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, NATO thường xuyên tăng cường tiến trình can dự vào các vấn đề khu vực. Tuy nhiên, chiến lược NATO hóa Ấn Độ Dương Thái Bình Dương do Mỹ giữ vai trò chủ đạo không được thúc đẩy một cách thuận lợi. Đã có những tiếng nói nghi ngờ và phản đối trong cộng đồng quốc tế và nội bộ NATO. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế cảnh giác với mối nguy hiểm từ việc hình thành trận tuyến và cuộc chiến tranh lạnh mới do Mỹ và các quốc gia phương Tây cổ suý, cho rằng đối đầu theo phe và đối đầu ý thức hệ trên phạm vi thế giới là việc làm điển hình để khôi phục mô hình chiến tranh lạnh. Hungary đã đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu EU giữ vai trò định hình chương trình nghị sự của khối trong 6 tháng tới trước khi chuyển giao cho Ba Lan vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Chức Chủ tịch Hội đồng EU được các nước thành viên luân phiên nắm giữ, nhưng động thái lần này gây chú ý bởi Hungary dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán trong những năm qua có xu hướng đi ngược lại dòng chảy chung của EU, thậm chí là cản trở các quyết sách lớn của khối. Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Orbán đã lập tức có chuyến thăm Ukraine. Tiếp đó, ông đến Nga, chuyến thăm khiến các đồng minh phương Tây tức giận. Politico dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của EU cho biết, các quốc gia thành viên đã khó chịu với phương châm mega đưa châu Âu vĩ đại trở lại của Thủ tướng Hungary. Nhưng cuộc gặp của ông Orbán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ vĩnh viễn làm lu mờ nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary. Với một cuộc gặp như vậy, nhiệm kỳ chủ tịch sẽ kết thúc thậm chí trước khi nó thực sự bắt đầu. Một nhà ngoại giao giấu tên khác cho biết có sự phản đối chính trị rất rõ ràng đối với ông Orbán trong khối EU và NATO. Theo nhà ngoại giao này, các đại sứ của khối đang thảo luận chính xác về những động thái có thể gây sức ép với Hungary tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 10 tháng 7. Ông Daniel Hegedus, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Quy Marshall của Đức, lập luận rằng khối có thể tước quyền Chủ tịch Hội đồng châu Âu của Hungary trong vòng vài tuần và chuyển giao sang nhiệm kỳ của Ba Lan từ tháng 9. Điều này đòi hỏi phải có ít nhất 4 phần 5 phiếu thuận trong Hội đồng châu Âu. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng chuyến đi của ông Orbán chắc chắn không mang lại hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề ở Ukraine mà còn đáng lo ngại. Đáp lại những phản ứng, trả lời trên báo Bill của Đức, ông Orbán đã kích chính sách của châu Âu với xung đột ở Ukraine, cho rằng nạn nhân thực tế của chính sách này không ai khác chính là kinh tế và người dân châu Âu. Ông cho rằng không thể chấm dứt xung đột bằng vũ khí, trong khi các đồng minh của Kiev lo ngại ngừng bắn sẽ giúp Nga củng cố lực lượng. Điều này cũng dự kiến sẽ khiến Thủ tướng Hungary đối mặt với các chỉ trích tại hội nghị NATO. Tuy nhiên, việc ông Orbán dự kiến gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị đã hé lộ chiến lược dài hạn của ông. Giới phân tích cho rằng ông muốn đón đầu khả năng trở lại Nhà Trắng vào cuối năm nay của ông Trump, người đã từng tuyên bố sẽ đẩy nhanh thỏa thuận hòa bình Ukraine nếu đắc cử. Trong chuyến đi Mỹ trước đó, ông Orbán cũng đã đến gặp ông Trump tại dinh thự Malago mà không gặp Tổng thống Joe Biden. Ukraine từ lâu đã muốn trở thành thành viên NATO và cho rằng cuộc xung đột với Nga mang lại cho nước này quyền được kết nạp vào khối nhanh chóng. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên và giới lãnh đạo NATO nhấn mạnh Ukraine không thể gia nhập tổ chức trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Mỹ và Đức là những thành viên trong NATO phản đối việc mời Ukraine gia nhập liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trả lời DPA trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, ông Macron cho biết đã có sự phản đối mạnh mẽ về việc mời Ukraine gia nhập NATO từ Mỹ và Đức. Ông nói, cuối cùng thì các đồng minh sẽ là bên quyết định có mời Ukraine gia nhập NATO hay không. Ông Macron nhắc lại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái ở Litva, nơi Kiev không được mời tham dự bất chấp sự phản nàn từ Ukraine. Ông Macron nói, người Ukraine khá không hài lòng khi cho rằng cánh cửa để họ vào NATO đã hé mở nhưng không đủ rộng và tôi nghĩ kịch bản này sẽ lặp lại ở hội nghị thượng đỉnh Washington năm nay. Hồi tháng 4, trong chuyến thăm Kiev, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Ukraine có vị trí chính đáng trong NATO và liên minh đang nỗ lực đưa nước này vào con đường không thể đảo ngược để hướng tới tư cách thành viên chính thức của NATO ở thời điểm thích hợp. Nga nhiều lần tuyên bố phản đối việc Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia nhưng chưa bao giờ phản đối nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu EU của Kiev. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết không có gì đảm bảo Ukraine sẽ gia nhập khối quân sự trong thập kỷ tới và nói thêm rằng tư cách thành viên của Kiev phụ thuộc vào việc liệu nước này có giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Khi được hỏi tại sao ông không kỳ vọng Ukraine sẽ gia nhập NATO trong vòng 3 năm mà thay vào đó là năm 2034. Tổng thư ký Stoltenberg, người sẽ rời chức vụ vào tháng 10, giải thích không ai nói chính xác là 10 năm, nhưng rõ ràng việc đưa Ukraine vào là một vấn đề rất quan trọng và cần cân nhắc cẩn trọng. Ukraine hiện là một quốc gia đang có chiến tranh. Vị quan chức hàng đầu của khối quân sự nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với NATO hiện nay là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế. Ông Stoltenberg nói rõ, đó là điều kiện tiên quyết để Ukraine trở thành thành viên chính thức trong tương lai. Trở thành tâm điểm chú ý sau màn tranh luận với đối thủ Donald Trump, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một bài phát biểu đầy mạnh mẽ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Washington, nhằm xóa tan những nghi ngờ ông không còn đủ khả năng cho vị trí lãnh đạo nước Mỹ. Với bài phát biểu lần này, ông chủ Nhà Trắng phải chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số và màn thể hiện có phần kém thuyết phục trong vòng tranh luận đầu tiên trước cựu Tổng thống Donald Trump chỉ là sự cố. Bên cạnh đó, tại lần xuất hiện trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Biden mang trong mình mục tiêu phải chứng minh ông vẫn có thể tập hợp các đồng minh vì mục tiêu lâu dài của Ukraine. Tổng thống Biden kiên định phát biểu tại khán phòng Melon rằng Ukraine có thể và sẽ ngăn chặn được Nga, Nga sẽ không giành chiến thắng mà là Ukraine. Khác hẳn với những lần ngập ngừng trước đây, lời nói của nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng và mạnh mẽ, tỏ ra tràn đầy năng lượng, cam kết với chủ nghĩa xuyên đại Tây Dương mà ông đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã tận dụng cơ hội này để thông báo về việc chuyển giao hệ thống phòng không mới cho Ukraine, một trong những yêu cầu hàng đầu của Kiev đối với hội nghị thượng đỉnh NATO. Mỹ và bốn đồng minh NATO, bao gồm Hà Lan, Đức, Italia, Romania, trong năm nay sẽ gửi 4 hệ thống phòng không Patriot và một hệ thống SAMP. Trong những tháng tới, Washington và các đối tác cũng sẽ cung cấp thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật để tăng cường an ninh cho Ukraine và dự kiến đưa ra thông báo tương tự vào cuối năm nay. Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Biden, Tổng thống và các nhà lãnh đạo Hà Lan, Đức, Italia, Romania và Ukraine cho biết. Thông điệp của chúng tôi gửi tới Moscow và thế giới rất rõ ràng. Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine là mạnh mẽ và không lay chuyển. Động thái trên đã kết thúc nhiều tháng, Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp các hệ thống phòng không của phương Tây. Trước đó, một số quốc gia không muốn chuyển giao các loại vũ khí phòng thủ phức tạp, ít nhất là trước khi tìm ra cách thay thế chúng. Việc tăng cường phòng không là ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong bối cảnh kho vũ khí vượt trội của Nga cho phép nước này tấn công các thành phố và các mục tiêu quân sự quan trọng. Trong thời điểm hiện tại, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm với một lịch trình bận rộn. Nhà lãnh đạo được cho là sẽ tận dụng những ngày sắp tới để chấn an các đồng minh NATO và các thành viên Đảng Dân Chủ trong nước rằng ông sẵn sàng đánh bại ông Trump. Tổng thống Biden cho biết hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội tốt để đánh giá khả năng của ông và chỉ ra khả năng lãnh đạo của ông trong việc tập hợp sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine là bằng chứng cho thấy ông sẵn sàng để phục vụ nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Với nguy cơ ông Trump trở lại nắm quyền rình rập, tổng thống Biden đã nhiều lần nhấn mạnh cam kết với NATO, đồng thời cảnh báo cử tri rằng người tiền nhiệm sẽ từ bỏ liên minh này nếu ông trở lại Nhà Trắng. Về phần mình không giống như năm 2016, các đồng minh NATO đang tích cực chuẩn bị để ứng phó với sự trở lại của chính quyền Donald Trump, vốn luôn hoài nghi về NATO. Các quan chức NATO đang tăng cường sản xuất vũ khí, tham khảo ý kiến các cố vấn của ông Trump và tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị cho sự trở lại của cựu tổng thống. Cùng với đó là cách tiếp cận lấy nước Mỹ là trên hết và bày tỏ thái độ hoài nghi sâu sắc đối với châu Âu. Theo Guardian, trong ngày mùng 9 tháng 7, bà Nikki Haley, cựu ứng viên Đảng Cộng hòa đã tuyên bố giải phóng toàn bộ 97 phiếu đại cử tri đã giành được trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cũng kêu gọi các cử tri của mình ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Haley nói: Tổng thống Biden không đủ khả năng để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai, bà Kamala Harris, ứng viên Đảng Dân chủ được nhắm tới để thay thế ông Biden cũng không phải người phù hợp. Chúng ta cần một tổng thống có vị thế, có khả năng đảm bảo an ninh biên giới và đưa nền kinh tế Mỹ trở lại quỹ đạo. Tôi mong các cử tri của mình sẽ ủng hộ ông Trump tại đại hội Đảng Cộng hòa sắp tới. Bà Haley là đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ sau khi cựu đại sứ Mỹ rút lui. Tổng thống Biden đã có những động thái nhằm thu hút lượng cử tri của bà Haley. Trên thực tế, bà Haley đã dừng hoạt động tranh cử tổng thống cách đây 2 tháng. Việc bà tuyên bố ủng hộ ông Trump được xem là động thái khá muộn, xét thực tế rằng các ứng cử viên cùng đảng với nhau thường sẽ ủng hộ người còn lại một khi bản thân rút lui. Hồi tháng 5 trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng từ khi bỏ chiến dịch tranh cử, bà Haley nhận xét ông Trump không hoàn hảo về các chính sách quan trọng mà bà theo đuổi bao gồm chính sách đối ngoại, nhập cư và kinh tế. Trước đó, trong phiên vấn đáp ở Viện Hudson của Mỹ, bà Haley nhấn mạnh tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và hy vọng ông Trump sẽ nhận được sự ủng hộ từ nhóm cử tri không lớn nhưng khá quan trọng của mình. Bà Haley, một cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, từng làm việc dưới thời ông Trump đã nỗ lực giành suất đại diện cho Đảng Cộng Hòa để vào chung kết với đương kim Tổng thống Mỹ Biden của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, theo giới quan sát, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang giữ sự im lặng bất thường sau phiên tranh luận với Tổng thống đương nhiệm ông Joe Biden. Sự kiện làm gia tăng lo ngại của cử tri về tuổi tác, sức khỏe và khả năng tranh cử của ông Biden. Ông Trump hạn chế bình luận về đối thủ, nhất là tránh nói về vấn đề sức khỏe của ông Biden. Thay vào đó, ông Trump đang ẩn mình thư giãn và chơi gôn ở khu nghỉ dưỡng Bedminster ở bang New Jersey. Ông Trump cũng không công bố phó tướng liên danh cùng ông trong chiến dịch tranh cử, vốn là một sự kiện chính trị lớn có thể thu hút sự chú ý đặc biệt từ người dân trong thời điểm này. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là ông Trump hoàn toàn im lặng bởi ông vẫn hoạt động tích cực như thường lệ trên mạng xã hội Just Social của mình. Vị cựu Tổng thống hay đăng và chia sẻ lại các video, bài báo và nhận xét của đồng minh về hiệu suất và năng lực công việc của ông Biden. Quan chức của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, ODNI cho biết, Nga vẫn chưa thay đổi ưu tiên về người mà họ mong muốn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay. Tuy nhiên, ông ngụ ý rằng Nga ủng hộ ông Trump, đồng thời cho biết cộng đồng tình báo Mỹ không thay đổi đánh giá so với các cuộc bầu cử trước. Quan chức của ODNI cho biết thêm, chúng tôi chưa thấy thay đổi trong ưu tiên của Nga đối với cuộc đua tổng thống năm nay so với các cuộc trước đây do vai trò của Mỹ đối với Ukraine và chính sách rộng hơn đối với Nga. Đại sứ quán Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về những phát biểu này. Nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump đáp lại bằng cách nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Joe Biden yếu thế trước Nga dẫn đến việc Moscow triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông Trump thường xuyên chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người bán hàng giỏi nhất từ trước đến nay. Về chính sách đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, ông Trump cho biết sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ thành viên nào của NATO mà không thực hiện yêu cầu về chi tiêu quốc phòng. Quan chức của ODNI cho biết thêm, Washington chưa phát hiện kế hoạch của bất kỳ quốc gia nào nhằm làm suy giảm hoặc phá vỡ năng lực tổ chức của bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Những diễn biến chính trị gần đây tại Mỹ, đặc biệt sau cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden, đang khiến nhiều nhà quan sát dự đoán về khả năng trở lại của ông Trump. Ngay cả các tờ báo lớn uy tín của Mỹ như New York Times và CNN, vốn có xu hướng ủng hộ ứng cử viên dân chủ, cũng bắt đầu cảnh báo về khả năng thất bại của tổng thống Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Trước viễn cảnh này, nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã chuẩn bị kịch bản cho sự trở lại của ông Trump. Từ Manila đến Tokyo, hàng loạt hội thảo do các chính phủ châu Á tổ chức trong năm 2024 đã thu hút các chuyên gia dự đoán định hướng chính sách của Mỹ nếu ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Các diễn giả nổi bật tại các cuộc hội thảo này bao gồm các cựu quan chức dưới thời ông Trump và những người được cho là sẽ có thể được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong chính quyền của ông Trump tiếp theo. Ví dụ, Hội nghị lãnh đạo châu Á, ALC, đã mời ông Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng Mỹ giới thời ông Donald Trump tham gia thuyết trình. Diễn đàn tri thức thế giới 2024 tại Hàn Quốc cũng có sự góp mặt của ông John Kelly, cựu tránh văn phòng Nhà Trắng. Những chia sẻ của họ theo định hướng America First, nước Mỹ trên hết, đã mang đến những gợi ý quan trọng về chính sách tiềm năng của Mỹ trong 4 năm tới, giúp các quốc gia trong khu vực có sự chuẩn bị phù hợp. Các đồng minh phụ thuộc vào mạng lưới an ninh Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản và Hàn Quốc đang đẩy mạnh đàm phán để tái cơ cấu các thỏa thuận chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Mục tiêu là nhằm giảm thiểu nguy cơ bị yêu cầu cắt giảm ngân sách quốc phòng Mỹ dành cho khu vực, vốn lên đến hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nỗ lực chung này còn bao gồm việc củng cố thỏa thuận an ninh AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ nhằm phát triển tàu ngầm hạt nhân, thúc đẩy khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững trong khu vực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Gaza đều phải cho phép Israel chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu. Tuyên bố của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được đưa ra sau khi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn do Mỹ đề xuất. Cụ thể, thỏa thuận này bỏ qua yêu cầu quan trọng là Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký kết. Đồng thời Hamas hy vọng sớm chấm dứt tình trạng căng thẳng thông qua các cuộc đàm phán trong giai đoạn sáu tuần đầu tiên của thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột ở gaza một trong những mục tiêu chính mà thủ tướng israel liên tục nêu ra là tiêu diệt hoàn toàn nhóm chiến binh hamas tuy nhiên hamas muốn có sự đảm bảo bằng văn bản từ các nhà trung gian quốc tế rằng israel sẽ tiếp tục đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận có hiệu lực vấn đề con tin cũng được giải quyết sau khi thực hiện giai đoạn đầu tiên hamas đang chờ phản hồi từ israel đối với đề xuất mới nhất tuy nhiên ông netanyahu nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải cho phép Israel tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến. Trong khi trước đó, một quan chức cấp cao Hezbollah khẳng định một khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, Hezbollah sẽ ngừng tấn công ngay lập tức. Tổ chức này cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào miền Bắc Israel là nhằm ủng hộ người Palestine. Ngoài ra, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng ông hy vọng lệnh ngừng bắn cuối cùng có thể đạt được trong vài ngày tới và kêu gọi các nước phương Tây gây sức ép để Israel chấp nhận các điều khoản được đưa ra. Đề xuất mới của Hamas được cho là câu trả lời cho một kế hoạch gồm 3 giai đoạn được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố vào cuối tháng 5, bao gồm việc thả khoảng 120 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza và một lệnh ngừng bắn. Kế hoạch này bao gồm việc thả dần các con tin và lực lượng Israel rút quân trong hai giai đoạn đầu giai đoạn thứ ba liên quan đến việc tái thiết Gaza. Israel trước đây khẳng định họ sẽ chỉ chấp nhận tạm dừng giao tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo truyền thông, nhà lãnh đạo Israel đã lên lịch tổ chức tham vấn đối với các bước tiếp theo, song tuyên bố mới nhất của ông khiến việc đạt thỏa thuận trở nên khó khăn hơn. Ông Netanyahu nhấn mạnh, kế hoạch đã được Israel chấp nhận và được Tổng thống Joe Biden hoan nghênh cho phép Israel trao trả con tin mà không ảnh hưởng đến những mục tiêu khác của cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian cho đến nay vẫn chưa đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza hoặc thả các con tin. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.